Đường Hoàng Văn Bổn, đoạn qua phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, dài khoảng 3 km, là tuyến đường huyết mạch kết nối huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với quốc lộ 1 qua cầu Thủ Biên và đường tỉnh 768, tỉnh Đồng Nai. Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, nhiều tháng nay con đường này đã xuống cấp trầm trọng, trên mặt đường lồi lõm, sụt lún, chì chít, ổ gà, ổ voi, bong tróc hết lớp nhựa, làm lộ ra lớp đá to bên dưới, tạo ra những hố sâu trên bề mặt đường, bùn lầy, mù mịt khói bụi. Lượng phương tiện di chuyển trên tuyến đường này rất lớn, trong khi đó con đường lại nhỏ hẹp. Việc mỗi ngày hàng nghìn lượt xe tải, xe đầu kéo di chuyển qua lại khiến cho việc lưu thông ùn tắc vào giờ cao điểm, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, mỗi khi trời mưa lớn, mặt đường nhiều ổ gà, ứ đọng nước khiến cho người dân qua lại luôn trong tình trạng thấp thỏm vì lo lắng mất an toàn. Theo người dân, đường này đã hư hỏng nặng từ tháng 7 năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Người dân đi qua đây bị sụp ổ gà, ngã nhào xuống đường. Đau lắm, học sinh với phụ nữ đi té tùm lum hết á. Đó, còn xe thì phải đi như là xe bò. Này mong nhà nước coi như là mau làm cho dân ta đi nó đỡ, chứ đường nó bụi mầm lắm nè. Bụi mầm xấu lắm. Năm nào cũng vậy à, mà không có làm ăn thì được, bọn anh thuê đã chết mà người ta ngã liên tục. Tối nào cũng phải đi đỡ người đi cấp cứu. Mà đường này phá này mà nhà nước không làm thì cũng chết, dân cũng không làm ăn gì được. Mà cái đường này nó là đường huyết mạch, thông từ Bình Dương về đây lắm xe, mà toàn tải nặng mấy công. Mà nó phá đâm người dân đây có ai dám đi đâu, xe máy độc dạt đường ngã liên tục. Qua tìm hiểu của Dân Việt, đường Hoàng Văn Bổn được quản lý theo hình thức BOT, đầu tư nâng cấp mở rộng đường tỉnh 768 do công ty cổ phần Sunadiri, Châu Đức làm chủ đầu tư. Cuối tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đề nghị công ty cổ phần Sunadiri, Châu Đức khẩn trương thực hiện công tác bảo trì, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc dự án BOT đường tỉnh 768. Tuy nhiên, cho đến nay, tuyến đường này vẫn đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng, chủ đầu tư chậm sửa chữa.